Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục giải đáp và tuyên truyền pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn nội dung đề cương giới thiệu luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả xem truyền hình, để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, lựa chọn và bầu ra những người ưu tú, đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và ở địa phương. Để nhằm nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Quốc hội nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất 2 phần 3 tổng số thành viên tham dự. Các quyết định được thông qua khi có quá nửa số thành viên biểu quyết tán thành. Cơ quan có thẩm quyền thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử có quyền trưng tập cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội để giúp việc theo quy định tại điều 26. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân không được làm thành viên ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử theo quy định tại điều 27. Về danh sách cử tri. Về nguyên tắc Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú theo quy định tại điều 29. Cử tri là người tạm trú có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương dưới 12 tháng. Cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc nơi đóng quân. Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ thì đến Ủy ban dân cấp xã xuất trình hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri để đi bầu đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp huyện cấp xã nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú hoặc bầu đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp huyện nếu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú Luật lần này mở rộng đối tượng cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, quy định tại khoản 5, điều 29. Các trường hợp không được ghi tên, bị xóa tên hoặc được bổ sung vào danh sách cử tri theo quy định tại điều 30. Danh sách cử tri do ủy ban nhân dân cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu được quy định tại điều 31. Việc niêm yết danh sách cử tri theo quy định chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử. Cơ quan lập danh sách cử tri phải niêm yết danh sách tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã và những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, thông báo rộng rãi về việc niêm yết danh sách cử tri để nhân dân kiểm tra theo quy định tại Điều 32. Việc khiếu nại đối với danh sách cử tri sau khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện thấy có sai sót, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, Công dân có quyền khiếu nại đến cơ quan lập danh sách cử tri. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách phải giải quyết. Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết hoặc quá thời hạn mà không được xem xét giải quyết thì công dân có quyền khởi kiện tại tòa án nhân dân theo thủ tục tố tụng hành chính được quy định tại điều 33. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình của Đài truyền thanh truyền hình huyện Chư Rút hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website đài truyền thanh nông gov vn Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.